Top 3 lý do khiến cho các bạn học viên N2 chọn sai đáp án khi làm bài đọc hiểu. Top 1, đọc lan man, không hiểu phần mình đang đọc là gì. Thứ 2, không xác định được phần mình đang đọc có ý nghĩa gì trong bài văn. Thứ 3, không biết liên kết ý nghĩa ở các phần trong bài văn với nhau, dẫn đến đọc xong chả hiểu gì. Để giải quyết vấn đề trên cũng như giúp học viên có thể đọc đúng, khoanh chúng thì trong chuỗi series làm chủ đọc hiểu N2 cùng Sensei, Sensei sẽ dạy các bạn theo phương pháp học theo cấu trúc của bài văn. Chắc hẳn khi nghe đến cấu trúc bài văn thì nhiều bạn vẫn chưa mường tượng ra nó là cái gì đúng không? Sensei sẽ tổng hợp và đúc kết cho các bạn 7 cấu trúc bài đọc xuất hiện trong 90% các bài đọc hiểu N2. Với mỗi một cấu trúc bài đọc thì chúng mình sẽ cùng nhau học qua 3 phần mọi người nhé. Phần số 1 chúng ta sẽ lượt qua một lượt lý thuyết xem là với cái cấu trúc bài văn này thì chúng ta sẽ có các phần gì, đi từ đâu đến đâu và có những hiểu game cũng như là các cái biểu hiện như thế nào để chúng ta có thể nhận biết được. Phần số 2 để chúng ta áp dụng những hiểu game đấy vào trong phần Redai để các bạn có thể hiểu sâu hơn về cấu trúc bài văn cũng như là chọn đáp án đúng. Và phần số 3 đó chính là chúng ta sẽ áp dụng cái phần lý thuyết đấy vào phần luyện tập. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhấn mạnh hơn về cái tốc độ làm thế nào chúng ta có thể khoanh được đáp án đúng nhanh nhất mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuỗi series làm chủ đọc hiểu N2 cùng Hi Sensei. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục sử dụng cuốn sách đọc hiểu N2 được sử dụng cho lớp tích hợp của Riki nhé. Và video này sẽ là một phần bổ trợ cho các bạn tự học với cuốn sách này. Bên cạnh đó, nếu mọi người mong muốn có thêm bản đọc thử của cuốn sách này thì đừng quên comment RK xuống dưới để Sensei gửi cho mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau vào bài thôi nhé. Và ngày hôm nay tiếp tục bài số 4 liên quan đến đặt câu hỏi và trả lời. Thì thực ra đây là một cái cấu trúc mà rất là quen thuộc trong quá trình các bạn học N2 cũng như N1 nha. Rồi, thế thì thực ra đặt câu hỏi và trả lời nghe hơi đau cọ bổ lớn đấy, nhưng mà về bản chất nó chỉ đơn thuần là các bạn học thêm một cái cách để người ta mở bài thôi mọi người ạ. Thì trong những cái bài trước ấy, chúng ta đã cùng nhau học cái cách người ta đưa ra câu chủ đề bằng cách nào ạ? À đúng rồi, nếu mọi người nhớ thì một là người ta đưa ra gì ạ? Đưa ra sự thật đúng không? Ví dụ như là gì ạ? Nenigaoi chẳng hạn đúng không? Có nhiều người thế này, có ít người thế kia, dạo gần đây có ý kiến thế này, dạo gần đây có những người thế kia, đúng chưa? Và cách số 2 của họ là gì ạ? Đúng rồi, người ta đưa thẳng quan điểm tác giả luôn. Và bây giờ sẽ có một cái cách nữa để thường người ta hay đưa trong mở bài, đó chính là người ta đặt câu gì ạ? Đặt câu hỏi. Được chưa? Và nó sẽ có những hiểu biết ví dụ như là gì đây? Daro cả này, đúng không? Stemaska, bạn có biết điều này hay không? Đúng không? Hay là Takotogarimaska, đúng không ạ? Bạn đã từng làm điều này hay chưa? Mọi người, tác giả đặt câu hỏi có phải là để đánh đố các bạn không ạ? Không mọi người nha, mà người ta đặt ra để làm gì? Để người ta đưa ra cái chủ đề của bài, được chưa? Và sau khi người ta đưa chủ đề xong thì người ta chắc chắn sẽ đưa ra gì đấy? Đúng rồi, câu trả lời. Được chưa? Nhá, nên là khi mà người ta đặt câu hỏi đừng lo như người ta hỏi các bạn đâu ạ, mà chỉ đơn thuần là người ta mở bài và đằng sau người ta đưa ra cái kết luận, người ta đưa ra cái câu trả lời cho cái câu hỏi đấy mọi người nhá. Được chưa nhỉ? Và để chúng ta có thể hiểu rõ hơn điều này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phần Redai nha mọi người nha. Bây giờ các bạn hãy hướng mắt lên trên bảng, chúng ta cùng nhau phân tích cấu trúc của Redai nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lên trên bảng, chúng ta phân tích cấu trúc của bài này nhé. Mọi người nhớ phần cấu trúc vừa rồi Sensei đã dạy mọi người là chúng ta sẽ có cái gì đầu tiên không ạ? Đúng rồi, một cái cách đặt chủ đề mới đúng không, là người ta đưa ra câu hỏi đúng không? Và cụ thể đây nó sẽ có câu hỏi là gì ạ? À, Ryuwa nate ari no deshouka, đúng không? Tại sao mà chúng ta sẽ tồn tại cái gọi là gì đấy? Luật lệ, được chưa? Tồn tại cái gọi là luật, đúng không nhỉ? Thì đây chính là người ta mở đầu bằng câu hỏi, đúng không ạ? Và nhớ này, tác giả có phải là đặt ra câu hỏi để đánh đố chúng ta không ạ? Không nhá, và đằng sau chắc chắn tác giả sẽ đưa ra câu trả lời, đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng nguyên cái đoạn này không cần thiết phải đọc, chúng ta biết đây là câu trả lời, đúng không nhỉ? Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một liên từ ở dưới, các bạn có nhận ra đấy liên từ gì không ạ? Chính xác chúng ta sẽ có anh là soして. Soして trong câu sẽ dùng điểm gì ạ? Đúng rồi, nó sẽ dùng để liên kết giữa thằng A ở đằng trước và thằng B ở đằng sau, và thằng A thằng B có mối quan hệ là ngang nhau, bổ sung cho nhau mọi người nhá. Và cụ thể ở đây chúng ta thấy là bên trên là câu trả lời, đúng không? Vậy thì bên dưới chúng ta sẽ làm một câu trả lời tiếp theo, đúng nhỉ? Và đây Sensei sẽ đặt là câu trả lời bổ sung mọi người nhá, đúng nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại mặt của cả bài này của Sensei này, nó sẽ đưa ra một câu hỏi đúng không, sau đó nó đưa ra một câu trả lời và tiếp theo nó đưa ra một câu trả lời bổ sung nữa, và hai câu trả lời sẽ ngăn cách nhau bởi thằng gì đấy, thằng soして, được chưa? Thì đây chính là cái mạch chính của bài này mọi người nhá, đúng không nhỉ? Rồi tiếp theo thì Sensei sẽ có thêm một cái chia sẻ nhỏ nhỏ nữa. Đây là một cái gọi là phương pháp làm bài rất là nhanh để các bạn có thể loại bỏ đến những cái phần mà không cần thiết trong câu trả lời của chúng ta. Đó chính là trong câu trả lời của một câu hỏi nào đấy trong bài đọc nhá, thì nó sẽ luôn luôn có một câu trả lời là phủ định và luôn luôn có những câu trả lời là khẳng định, được chưa? Khẳng định tức gì? Ờ ok, tôi hỏi A thì là A đấy, đúng không? Nghe nó hơi chủ thượng đúng không? Vì Sensei sẽ cho các bạn một ví dụ nhá. Ví dụ Sensei có một câu hỏi là đâu là động vật, được chưa? Thì Sensei sẽ có những câu trả lời kiểu như sau: không phải là cái bàn, không phải là cái ghế, là con chó, là con mèo,
đúng không? Vậy rõ ràng đáp án đúng của chúng ta nó phải là con chó con mèo chứ không thể là cái bàn cái ghế, đúng không? Thì cái câu này cũng sẽ như vậy này. Bây giờ các bạn hãy nhìn ở sensei nhá. À, tại sao lại có luật tồn tại, đúng không? Thì đây nó sẽ có rất là rõ ở đây là gì ạ? Đây, khẳng định cho mọi người. Đấy, vậy đây chắc là câu trả lời đúng, đúng không? Chỉ là đáp án chúng ta, đúng không? Đây là câu trả lời đúng mọi người nhá. Được chưa? Tiếp theo nó sẽ có các câu trả lời sai này, các bạn nhìn này. Cái state làm sao đây ạ? Ra cái đề bài, đúng không? Không phải là cái này đâu. Vậy đây không phải là đáp án đúng của chúng mình này. Đúng chưa? Và các bạn không nên khoanh vào đáp án nó chứa thế này. Tiếp nữa nói cái gì đây ạ? Ikiru tame ni doushitemo, đúng không? Kichuo na mono demo arimasen, cũng không phải là cái này đâu. Được chưa? Không phải là A đâu, không phải là B đâu. Vậy thì nó là C cơ, đúng không ạ? Bởi vì ở đây thành phần các bạn thấy nó khẳng định không? Mono để A đi này, ga đi. Đó, vậy các bạn nhìn đúng không ạ? Trong một câu trả lời của nó sẽ có thành phần khẳng định và thành phần phủ định, đúng không? Và đáp án đúng của chúng ta nó phải nằm ở thành phần khẳng định. Còn phủ định đây người ta đã coi cái này sai rồi mà. Đúng chưa? Vậy thì nếu như vào bài đọc chúng ta hoàn toàn phải lo ngại, chúng ta không đọc thằng A thằng B đi. Chúng ta chỉ cần nhìn với nhiều viên là gì ạ? Nắp cái đề bà này, đúng không? Arimase, đúng không? Không phải là A, cũng chẳng phải là B đâu. Được chưa? Thế là một cái key nhỏ cho các bạn hiểu rõ hơn về cái cấu trúc bài đọc này thôi, đúng không nhỉ? Để dễ xóa thì các bạn sẽ nhìn dễ hơn nhá. Vậy thì cái đáp án của chúng ta nó sẽ chỉ nằm ở đâu ạ? Đây. Đúng chưa? Và thằng này thôi ạ. Được chưa nhỉ? Ngoài ra có thể đọc thêm phần câu trả lời bổ sung nữa. Yes, cả. Hay. Và sau khi phân tích cấu trúc của Redai xong thì chúng ta sẽ cùng nhau thử làm bài này nhé mọi người nhé. Chắc chắn đầu tiên sẽ là câu hỏi, đúng không? Câu hỏi nó hỏi là gì ạ? Hisha no kangai ni ao no wa do de ka, đúng không? Đâu là cái ý kiến tác giả? Thực ra người ta chỉ cần hỏi ý kiến chung của tác giả thôi, đúng không? Và khi mà chúng ta vừa phân tích xong, chúng ta thấy cái câu hỏi chính ở đây là gì ạ? Ruru là gì? Đúng chưa? Đấy, tại sao xuất hiện ruru trong cuộc đời này, đúng không nhỉ? Đấy, vậy rõ ràng ý kiến tác giả đấy chính là gì đấy? À, giải thích lý do tại sao lại có lừa lực, tại sao là có luật tồn tại, đúng không nào? Thì trong quá trình chúng ta phân tích về cấu trúc, chúng mình đã thấy là mình đã loại được hai cái thành phần không phải câu trả lời đúng, bởi vì nó đi với nake đề bà và demo arimasen, đúng không? Thì bây giờ chúng ta cần đọc định nghĩa chính, đúng không ạ? Cái lý do chính của tại sao lại có luật tồn tại thì đúng không? Thì thứ nhất là gì ạ? À, luật nó sinh ra để chúng ta hiểu được hơn về thể thao, đúng chưa? Nhưng mà đằng sau có chữ ngà, vậy đằng sau là ý chính của anh tác giả này. Thì đây chính là chữ gì ạ? À, để con người tận hưởng, đúng không? Thể thao là thứ để con người tận hưởng. Vậy cái kỳ ở đây nó vẫn là gì ạ? Tận hưởng, đúng chưa? Tanoshimu desu ne. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến bên dưới này, nó lại bảo tiếp lại đây. Các bạn thấy nó lại nhấn mạnh lại một lần nữa nhá. Tanoshimu tame no mono de ari, đúng không? Là thứ để chúng ta tận hưởng. Xong tiếp lại sao đây ạ? Sono sports de tanoshimu tame ni ruru ga aru, đúng không? Có luật để, cái chữ này đúng là cái lý do tồn tại luật chưa? Để làm sao đây ạ? Để có thể tận hưởng trong thể thao. Cái tư kỳ Tanoshimu ấy, nó lặp điệp lại trong cái câu trả lời chúng ta rất là nhiều, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu trả lời bổ sung qua cái dấu hiệu nhận biết là Soshite, mọi người nhá. Thì người ta lại nói tiếp là gì ạ? À, người ta cạnh tranh thắng thua dựa trên luật, đúng không? Và làm sao đây ạ? Sono koto ga tanoshiku nai no de areba desu ne. Tức là nếu như chúng ta không vui, đúng không? Thì thể thao không còn giá trị nữa. Vậy lặp lại vấn đề, đúng không? Chúng ta lật ngược lại vấn đề, rõ ràng là gì ạ? Muốn thể thao vui, muốn thể thao có giá trị thì chúng ta phải gì đấy? Phải thắng Shimu. Vậy trong tất cả các câu trả lời của họ, từ đường của họ lặp điệp lại cái thực thắng Shimu. Vậy rõ ràng cái kỳ thắng Shimu của chúng ta đáp án số mấy ạ? Đúng rồi, như bảo vệ nét 2 như mọi người nha. Còn tất cả các đáp án còn lại nó hoàn toàn không có kỳ thắng Shimu, nên nó đáp án sai. Yes cả. Hay. Và sau khi các bạn đã hiểu xong lý thuyết cũng như Reda, chúng ta cùng nhau vào luyện tập mọi người nhé. Rồi, thế ở đây thì chúng ta cùng nhau nhìn vào câu hỏi nó này. Người ta có là gì ạ? Cuốn bưng sổ đều ạ, đô xê bà dô dừ nhì hà nà chiêu hà dì mê đai đưa tổ ít tê được cặp, đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn ngay đây là một dạng câu hỏi về lời khuyên, đúng không? Làm thế nào để được cái này, đúng không? Vậy đó là người ta hỏi về lời khuyên thì chúng ta chỉ cần tìm đúng những cái lời khuyên trên bài thôi, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau xem trên bài người ta có cái cấu trúc như thế nào và lời khuyên nó sẽ nằm ở đâu nhá. Thì ở đây chúng mình sẽ thấy ngay ở đây đầu tiên nó sẽ có là cô tổ á được, đúng không? Đây là một câu kể, đúng không? Sau đó người ta lại có một câu hỏi, đúng không? Đô shita ra sanka dekiru yō ni naru daro ka, đúng không? Làm nào để có thể tham gia vào được, đúng không ạ? Thì bây giờ người ta bắt đầu đặt câu hỏi. Và như chúng ta vừa nói, đúng không? Đặt câu hỏi xong người ta sẽ có gì ạ? Đúng rồi, người ta sẽ có ngay lập tức câu trả lời, đúng không? Và trả lời đây chúng ta có là mazu wa. Đầu tiên thì là việc gì đấy, đúng đây là lời khuyên chúng ta rồi, đúng không? Thì đây là lời khuyên số 1 thì các bạn ơi.
được chưa? Đó, đúng không? Làm thế nào để có thể tham gia vào cuộc hội thoại, đúng không? Thì lời khuyên số 1 nó nằm ở đây này, được chưa? Thế bây giờ chúng ta tìm tiếp cái lời khuyên số 2 là được, đúng không? Lời khuyên số 2, lời khuyên số 3 nó có nằm ở đâu? Bởi vì đã có ma dự chắc chắn sẽ có những phần tiếp theo, đúng không? Rồi thì những lời khuyên tiếp theo nằm ở đâu? Đây, các bạn sẽ thấy ngay. Nó có cái gì ạ? Tề mối y, đúng không? Bạn làm cái này thì cũng được. Vậy thì chúng ta sẽ thêm một cái lời khuyên nữa này. Đó, vậy rõ ràng nguyên cái đoạn ở giữa nó chỉ đơn thuần là gì đấy? Giải thích thôi. Đó. Và ở đây chúng ta lại có sa đà ní và đằng sau chúng ta lại có nani ni ga thai sẽ sự đề được, đúng không? Việc gì đấy là quan trọng, nó lại là một cái lời khuyên nữa. Vậy đây chúng ta sẽ có ba cái lời khuyên chính chúng ta cần quan tâm. Đây chính nhỉ? Đó, còn đoạn ở giữa nó chỉ đơn thuần là gì đấy? Giải thích thôi. Rồi, thế thì chúng ta cùng nhau xem vậy thì người ta khuyên chúng ta những điều gì mọi người nhá. Thì thứ nhất nó sẽ cho chúng ta một cái quan điểm chung là gì đây? Là một cái kẻ, đúng không? Đó, là khi mà chúng ta hội thoại, đúng không? Thì có rất nhiều trường hợp chúng ta không thể join vào được cuộc nói chuyện, đúng không? Chúng ta không thể sang ca, chúng ta không thể tham gia vào cuộc hội thoại, đúng không ạ? Đấy, vậy thì làm thế nào chúng ta có thể tham gia cuộc hội thoại? Mình hiểu đơn giản là gì ạ? Giống như kiểu mình làm thế nào để mình hòa nhập vào cuộc hội thoại mọi người, để tránh kiểu mình là người bị bỏ lại. Đấy, giống kiểu trong nhiều câu chuyện là chúng ta kiểu mọi người cứ nói mà chúng ta cứ im lặng, đúng không nhỉ? Đó, thì đầu tiên, thứ nhất tác giả khuyên chúng ta là khi nói chuyện làm sao phải làm sao đẹp Unasukuro thì là để các bạn gật đầu, đúng không nhỉ? Và ngoài ra nếu chúng ta không hiểu cái từ gật đầu này thì tác giả cũng có nói thêm với chúng ta một cái định nghĩa bên cạnh, để chính là gì đây? Kubio tate ni futte desne, tức là gì? Chúng ta vẫy cái đầu theo chiều dọc, đúng không? Tức là gì nhỉ? Tức là chúng ta gật đầu ấy, đúng không nhỉ? Bước số 1 là gật đầu mọi người nhá, được chưa? Và sau đó ở giữa các bạn sẽ thấy người ta bắt đầu giải thích, đúng không ạ? Người ta giải thích ví dụ như là gì? À, nếu chúng ta không gật đầu thì đối phương sẽ cảm thấy bất an này, đúng không? Ngoài ra thì cái việc gật đầu còn thể hiện cái việc chúng ta đôi sự thật là chúng ta đồng ý này. Không những thế, nó còn thể hiện là gì ạ? Anata no hanashi o kite imasu, đúng không? À, tôi đang lắng nghe bạn đấy. Vậy rõ ràng các bạn thấy đoạn giữa nó chỉ đơn thuần là gì ạ? Nó giải thích, đúng không? Giải thích về cái lý do tại sao các bạn cần gật đầu thôi, chứ nó không phải là lời khuyên, các bạn nhớ nhé. Khi chúng ta đọc câu hỏi, người ta hỏi lời khuyên, chúng ta chỉ cần tìm đúng lời khuyên, còn giải thích về lời khuyên này chúng ta không cần quan tâm, được chưa? Đó, thì tiếp người ta khuyên chúng ta cái gì tiếp đây ạ? Unazuku toki, khi mà chúng ta gật đầu thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thêm những cái aizuchi, tức là những cái từ để làm mềm câu hơn ấy, như là gì ạ? Hay này, hay là so desu ne, đúng không? Lời khuyên thứ hai. Vậy chúng ta có hai lời khuyên nhá. Số 1 là gì? À, mình gật đầu. Cái số 2 là trong lúc gật đầu thì hãy đưa các aizuchi, được chưa nhỉ? Đấy, ví dụ như hay hoặc là so desu ne, đúng không nhỉ? Đấy là khuyên số 3 này, sa đà ni này. Kyōkan deki ru tokoro de, được chưa? Hontou ni sou desu ne tou koto ga taisetsu de aru, đúng chưa? Đấy, tức là khi mà chúng ta đồng cảm thì chúng ta có thể nói những cái từ như là hontou ni sou desu ne, là không chỉ đơn giản những cái aizuchi nhẹ nhẹ và lẽ, đúng không? Chúng ta có thể nói những cái từ gọi là khẳng định hơn, đúng không? Hontou ni sou desu ne, ừ, thực sự là như vậy nhỉ, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có tất cả là ba lời khuyên để làm sao đây ạ? À, thai wa ni hai di yasuku ra được, đúng không? Để dễ có thể tham gia vào cuộc hội thoại hơn. Vậy đáp án mấy, đáp án chính xác ạ? Đúng rồi, ta là đáp án số 2 mọi người nhé, vì nó liệt kê đầy đủ hai cái lời khuyên, ba cái lời khuyên trên, đúng không? Thứ nhất là gì ạ? Gật đầu, đúng không? Và cái thứ hai là gì ạ? Có ai dưới chi. Vậy thì ba đáp án còn lại sai ở đâu, đúng không? Câu số 1 sai luôn, bởi vì nó tách ra giữa hội thoại 1-1 với cả hội thoại giữa đông người. Rõ ràng trong ba lời khuyên vừa rồi nó không hề tách ra, đúng không? Và cái phần tách ra nó lại nằm ở trong phần giải thích, nên là nó không phải đáp án chính xác, được chưa? Tiếp theo câu số 3 nó bảo với chúng ta là gì ạ? Người ta bảo chúng ta là đây, cứ im lặng lắng nghe, đúng không? Sau đó thì mới, khi hội thoại kết thúc thì mới show để snap với người ai chỉ sai mất rồi, đúng không? Rõ ràng trong cái lúc mà người ta khuyên chúng ta, người ta bảo là gì đấy ạ? Đây, unazuku toki, đúng không? Khi mà gật đầu thì nó ai chỉ, tức là nó phải hơi song song một chút, đúng không? Chứ không phải đợi cái này kết thúc rồi mới làm cái kia. Nên là câu số 3 bị sai. Cái câu số 4 nó bảo gì ạ? Cho dù không đồng cảm, đúng không? Thì cũng hãy nói aizuchi so desu ne, hontou ni so desu ne là sai mất rồi, đúng không? Rõ ràng cái câu cuối cùng nó bảo chúng ta là vào những cái lúc mà chúng ta đồng cảm thì hãy nói cái điều này, đúng không ạ? Vậy đáp án chính xác ở đây chúng ta là ni bằng desu ne. Đấy, các bạn thấy không ạ? Dựa vào những cái việc là chúng ta đọc cái câu hỏi, hiểu đúng câu hỏi, đúng không? Cũng như chúng ta tìm hiểu cái nagare ở bài đọc thì chúng ta làm bài này nhanh hơn rất là nhiều, đúng không nhỉ? Rồi, vậy hy vọng là cái bài ngày hôm nay đã giúp các bạn hiểu thêm được về cái cấu trúc đặt câu hỏi cũng như là trả lời, đúng không nào? Và đừng quên là nếu bạn nào mong muốn đọc thử cuốn sách này thì hãy comment RK xuống dưới để CC có thể gửi cho mọi người bạn đọc thử nhé. Rồi, và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trong chuỗi series làm chủ đọc hiểu N2 cùng Mi Sensei. Bye bye mọi người.